nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã trả lời kênh YouTube của em. Lời nói đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh của em trong suốt thời gian qua. Hôm nay em về xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để review cho quý anh chị một thửa đất vườn gia chủ đang trồng dừa nha quý anh chị. Con đường này mình di chuyển ra đường nhựa quý anh chị khoảng 300m thôi. Đất mình cách quốc lộ 1A khoảng 2km nha quý anh chị. Đường là đường bê tông 2,5m. Mặt tiền của mình là vườn dừa nha anh chị, là ngang là 23m, mình sâu vào là 109m nha quý anh chị. Gia chủ cũng đã cầm trụ hết rồi. Để em quay tổng quan thửa đất vườn dừa cho quý anh chị mình xem nha. Đây là từ cái mí ganh này nè quý anh chị. Mình di chuyển qua lên kia là 23m. Mình sâu vào là 109m nha quý anh chị. Trước đất mình cũng có một con kênh luôn. Con kênh mình đây là rất là thoáng mát nè quý anh chị. Đất mình quay về hướng nam nha quý anh chị, để mở là bàn cho quý anh chị mình xem nha. Đất mình quay về hướng nam. Để em di chuyển lên cọc ganh cho quý anh chị mình xem nha. Ở đây có điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Ở đây khu dân cư ở rất là đông đúc luôn. Mình di chuyển vào đây là đường ô tô 4 chỗ, 7 chỗ. Mình chạy vào đây tới đây tới đất luôn nha anh chị. Đây là cột canh của mình nào anh chị. Đây từ đây qua bên đây là 23m. Để em di chuyển vào bên trong đất mình nha. Đất mình rất là cao ráo và bằng phẳng luôn. Mình về đây mình rất là thích hợp cho anh chị nào về đây mình làm vườn nghỉ dưỡng ở đây. Rất là tuyệt vời luôn nha anh chị. Đây là vườn dừa mình đây. Nếu quý chị nào ở thành phố Mỹ Tho, mình di chuyển về đây khoảng 20km nha quý anh chị. Nếu quý anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển về đây khoảng 78km anh chị. Để em bắt đầu cho anh chị mình xem nè. Đây từ thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về đây là 78km nên đây tuyến đường nhanh nhất nha anh chị của quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A mình vẹo vào đây 2km thôi là mình tới nha. Gia chủ đang trồng dừa thôi. Đất mình là vuông vức luôn nha anh chị, cũng không có màu mã gì hết. Ở đây không khí cũng rất là mát mẻ và trong lành. Đây em rất là thuận tiện cho quý anh chị mình về mình mà mua để mình làm vườn nghỉ dưỡng ở đây. Mình xây nhà cấp 4 của chị, mình về đây mình nghỉ dưỡng ở đây rất là tuyệt vời luôn nha anh chị. Nếu quý anh chị nào có nhà ý muốn xem đất, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên dẫn cho quý anh chị mình xem thửa đất này nha. Quý anh chị nhớ like và chia sẻ kênh giúp em để bên em có động lực quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Mình ở đây nhà cửa rất là đông đúc nè quý anh chị. Ở đây người ta mình chăn gà, nuôi vịt cũng rất là nhiều luôn. Ở đây phong cảnh cũng rất là mát mẻ. Đất mình cũng không có màu mã gì nha anh chị. Đất mình vuông vức luôn nè. Ở đây dừa mình trái rất là xum xê luôn nha quý anh chị. Để em quay những quả dừa cho anh chị xem. Ở đây mình thu nhập hàng tháng của chồng mình trồng dừa 2,5 triệu này, một tháng cũng khoảng được 10 triệu nha quý anh chị. Em cũng xin nhắc lại quý anh chị nha, miếng đất mình thuộc ấp Trung B, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích thửa đất mình là 2.500m², ngang là 23m, mình sâu vào là 109m nha anh chị. Đất mình quay về hướng nam. Gia chủ đang trồng dừa trái rất là nhiều nha anh chị. Ở đây khu dân cư ở rất là đông đúc luôn, rất là thuận tiện cho quý anh chị mình về đây mình mua mình làm vườn nghỉ dưỡng ở đây rất là tuyệt vời. Anh chị nào ở thành phố Mỹ Tho, mình di chuyển về đây khoảng 20km thôi. Nếu chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển về tới đây là 78km nha anh chị. Để mà di chuyển vào tổng quan
thửa đất cho anh chị xem nha. Đất mình cao gáo và bằng phẳng luôn nha quý anh chị. Gia chủ trồng dừa trái rất là sai luôn nha anh chị, trái rất là nhiều luôn. Ở đây xung quanh có điện nước đầy đủ luôn. Đây đường bê tông 2,5 m. Mình di chuyển vào đây là đường ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mình chạy tới đất luôn nha. Đó là tổng quan các căn vườn của mình nha quý anh chị. Để em di chuyển ra cuối thửa đất cho quý chị mình nắm bắt thật là cụ thể hơn. Để quý chị mình về đây mình không tốn thời gian của quý chị vì mình xem đất nha. Với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 2,2 tỷ nha anh chị. Mình còn thương lượng chính chủ. Đây là xung quanh là gia chủ trồng dừa thôi, trái cũng rất là sai, rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Ở phía sau gia chủ cũng đang trồng nhiều loại cây nào quý anh chị. Cái này cây gì em cũng không biết luôn. Đất mình cách quốc lộ 1A khoảng 2 km thôi. Mình di chuyển vào đây đường ô tô, mình cách đường nhựa của ấp Nam của xã Nhi Bình khoảng 200 m thôi nha anh chị, cũng rất là gần. Đây gia chủ trồng dừa thôi nha anh chị, đất mình vuông vức luôn, cũng không có màu mã gì hết á, rất là đẹp nha anh chị. Quý anh chị nhớ like và chia sẻ kênh giúp em nha, để bên em có động lực quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị và bà con. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình và san lấp mặt bằng, hỗ trợ cho quý anh chị như mình làm nhà cấp 4 và làm hàng rào. Bên em cũng có hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng để mình giúp cho anh chị mình về mình mua đất, mình có thửa đất để mình nghỉ dưỡng quý anh chị. Miếng đất mình ngang là chỉ 23 m thôi nha anh chị, mình sâu vào 109 m, tổng diện tích thửa đất mình là 2.500 m², với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 2,2 tỷ. Mình còn thương lượng chính chủ, gia chủ bán tầm khoảng là 8 triệu một công nha anh chị. Ở đây xung quanh dừa trái rất là sai luôn nha anh chị. Dừa này mình thu nhập 2,5 con này một tháng khoảng 10 triệu nha anh chị. Đó, để em di chuyển lần xuống bên dưới cho quý anh chị mình xem cụ thể thửa đất này hơn, để quý anh chị mình về đây mình không tốn thời gian của quý anh chị mình về mình xem đất nha quý anh chị. Nói sau phía sau thì cũng có ranh giới hết rồi. Đất mình rất là đẹp luôn, vuông vức không có màu mã gì hết nha anh chị. Đó là tổng quan thửa đất mình đây. Đất mình rất là vuông vức rồi, rất là đẹp luôn. Mình vào đây là đường xe ô tô nha quý anh chị, 4 chỗ mình chạy tới đất luôn. Đó, đây là phía sau thửa đất nè quý anh chị. Đó, đất mình ngang 23 m thôi, sâu vào 109. Ở đây thì nước tôi cũng rất là đầy đủ luôn. Cầu canh đó quý anh chị, để em chỉ cho quý anh chị nha. Cầu canh mình từ mấy đó mình di chuyển qua đây là 23 m nha anh chị. Nó đây là dừa nè, để em quay tổng quan thửa đất cho quý chị mình xem mà nắm cụ thể thửa đất này hơn nha. Đây là ranh giới mình nè quý anh chị, gia chủ đã cắm trụ hết rồi. Đây ranh giới mình anh chị, nó từ đó qua đây là 23 m. Em cũng xin nhắc lại quý anh chị một lần nữa nha. Miếng đất mình thuộc ấp Trung, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích thửa đất mình là 2.500 m². Con đường mình di chuyển vào đây là đường ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mình chạy tới đất nha quý anh chị. Đất mình cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 20 km thôi. Nếu quý chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình di chuyển về thửa đất này khoảng 78 km nha anh chị. Đất mình cách đường lộ nhựa khoảng 200 m thôi,
trước đất mình á là con đường bê tông 2,5 mét, mình di chuyển vào đây là đường ô tô. Đất mình quay về hướng nam nha anh chị. Với giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 2 tỷ 200 triệu, mình còn thương lượng chính chủ. Anh chị nào có muốn xem thửa đất này, quý anh chị cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ có nhân viên dẫn cho quý anh chị mình xem thửa đất này nha, và gặp chính chủ mình thương lượng giá cả. Quý anh chị nhớ like và chia sẻ kênh giúp em, để bên em có động lực quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị lại phần video tiếp theo.